Kính thưa các quý vị, Hải Dương mảnh đất địa linh nhân kiệt là một chấn trong tứ chấn, và có lẽ chính vì vậy mà đã có rất nhiều những nguồn cảm xúc dạt dào khi viết về Hải Dương. Có rất nhiều những nhạc sĩ đã viết những ca khúc rất hay về Hải Dương, nhưng có lẽ không thể không nói tới một tác phẩm mà tất cả những người Hải Dương gần như là ai cũng thuộc những giai điệu và ca từ. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh, ca khúc Nhớ về Hải Dương. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh và các em học sinh cùng đến với ca khúc này qua phần thể hiện của thầy Trần Văn Nguyên và cô Trịnh Thị Trình. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho cặp song ca này ạ.